Hello anh em nhá, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Hoạt Họa Mi của em nhá. Hôm nay em lên sóng thanh lý cho bác của em họa mi bộ rất là to các bác nhá, dáng ngũ trường các bác nhá. Em này thì bắt về thì lúc trên kia chuyển về thì không thấy lỗi các bác nhá. Nhưng mà chuyển về đây thì thấy em nó đứng bật đứng ở cầu ấy các bác ạ, bật ngược lại các bác nhá. Đây là thanh lý cho các bác, nhanh gọn các bác nhá, 1,4 triệu các bác nhá. Chìm bộ rất là to các bác nhá. Đó, thật sự với các bác là em này thì điện đóm nó vẫn chưa căng hẳn đâu các bác nhá. Vừa về đến nhà thì em thanh lý luôn. Đấy, bác nào bồ kết thì alo cho em, số điện thoại của em là 0974648999 các bác nhá. Các bác về các bác chăm thêm. Chim hót rất là tốt các bác nhá. Cái này là thanh lý hộ mấy người anh em bán chim cho em thôi. Nên các bác vui lòng là không mặc cả giúp em nhá. Em bán là bán thôi các bác ạ. Chim rất là đẹp các bác ạ, bóng bộ rất là đẹp, đầu mặt cũng khá là ok nha các bác anh nhá. Đấy, tốc độ mỏ chất giọng cũng khá là ok các bác nhá. Đấy, hót tốt kìa. Dáng dấp rất là đẹp. Em này thì thuần khoảng 90% rồi các bác ạ. 90% rồi các bác nhá. Đây, zoom sát đầu mặt cho các bác xem nhé. Đấy, các bác thấy chưa, chim bóng bộ rất là đẹp nha, bộ to lắm các bác ạ, em này. Em này về thì các bác chăm thêm các bác nhá. Các bác lưu ý là các bác chăm thêm hộ em nhá. Đây. Bộ rất là to, dáng rất là đẹp, dáng ngũ trường luôn các bác. Bộ to dáng đẹp các bác ạ. Anh em mang về chỉ việc sẵn chơi thôi nha các bác nhá. Thank you.
các bác ơi, video em thanh lý em chim này thì các bác nào ok thì alo cho em nhá. Số điện thoại của em 0974648999 nhá. Em xin phép dừng video tại đây nhá. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của em nhá. Chúc các bác xem video vui vẻ nhá. Các bác vui lòng đăng ký kênh ủng hộ em nhá. Em xin chào tất cả các bác. Hẹn gặp lại các bác ở những video sau nhá. Rồi, xin chào tất cả các bác.